Ok, và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel YouTube của Lincoln RC. Anh em thân mến, chúng ta luôn bị ấn tượng bởi những thứ có thiết kế độc và lạ. Ví dụ như bây giờ khi anh em đang đi trên đường chẳng hạn, giữa một dàn xe ô tô và xe máy đã quá đỗi thông thường rồi, thế nhưng chiếc xe có thiết kế hầm hố cùng với những hình thù tạo ấn tượng mạnh, trông giống như một con quái vật trên đường vậy, thì chắc chắn sẽ khiến anh em chú ý hơn cả. Tuy nhiên thì có một số anh em thắc mắc rằng là chúng ta không biết phải gọi những chiếc xe đấy là gì. Thì ngày hôm nay tôi ở đây để giải đáp thắc mắc đó cho anh em. Những chiếc xe đó được gọi là dòng xe địa hình off-road. Vậy thì dòng xe địa hình off-road là gì? Và với những anh em mới chơi dòng xe này thì cần phải lưu ý những điểm gì? Ngay bây giờ, hãy cùng với Linh Kiện RC đi tìm hiểu qua video ngay sau đây anh em nhé. Trước khi đi tìm hiểu xem dòng xe địa hình off-road là gì, anh em hãy cùng tôi tìm hiểu trước xem cụm từ off-road là gì nhé. Khác với những dòng xe bình thường khi di chuyển trên địa hình phẳng, dễ dàng đi lại, thì off-road là di chuyển trên những địa hình xấu, gồ ghề, thậm chí là những địa hình hiểm trở và nguy hiểm. Ngay đến đây thì có lẽ anh em cũng đã gần đoán ra được khái niệm của nó rồi đúng không? Theo Wikipedia, xe off-road là những loại xe có thể vượt địa hình và có khả năng di chuyển trên các địa hình khó khăn. Những chiếc xe này có các tính năng được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong những điều kiện địa hình như khoảng sáng gầm xe mở rộng, lốp địa hình và hệ thống lái tăng cường. Nhìn chung, đây là những con xe dám đi vào những địa hình mà các dòng xe khác phải dè chừng. Hay tôi có thể đặt thêm cho em nó một biệt danh, thích va chạm. Cũng giống như con người chúng ta thôi anh em, nếu như anh em muốn di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau thì đôi chân của anh em phải khỏe. Vậy thì với dòng xe địa hình off-road cũng vậy. Chất lượng bộ lốp xe của chúng thì không chê vào đâu được anh em ạ. Chúng thường được trang bị những bộ lốp gai giúp tăng khả năng bám đường của xe, đồng thời hạn chế khả năng trơn trượt trong quá trình di chuyển ở nhiều địa hình khác nhau. Hệ dẫn động 4 bánh 4WD. Hệ dẫn động 4 bánh 4WD được trang bị trên phần lớn các dòng xe địa hình off-road, hay chúng ta còn có thể gọi là xe hai cầu. Cầu xe thường được đặt ở giữa trục kim loại nối hai bánh xe vào với nhau. Điều này giúp cho 4 bánh xe đều nhận được lực, làm tăng độ bền của lốp xe sau thời gian dài sử dụng. Và một bộ phận cũng quan trọng không kém, đó chính là khóa vi sai. Bộ phận này được tạo ra giúp cho các bánh xe khi di chuyển không đồng tốc với nhau, tạo ra độ ổn định cho xe. Tuy nhiên thì mỗi bánh xe có độ bám không giống nhau, 4 bánh cũng sẽ không bám cùng một lúc. Điều này giúp lốp xe hạn chế được tình trạng dính bùn đất khi đi vào những vũng bùn hay vùng trũng và ẩm ướt, đồng thời sẽ hạn chế được khả năng xe trượt bánh khi đi ra những đường trơn. Ngoài ra, với hệ thống dẫn động 4WD, giảm xóc của dòng xe off-road sẽ êm ái hơn, tạo cho người lái cảm giác thoải mái, dễ chịu ngay cả khi đi vào những cung đường xấu xí. Để giúp anh em hình dung rõ hơn về tác dụng của hệ dẫn động 4 bánh 4WD thì ngay bây giờ tôi sẽ đưa ra cho anh em một tình huống nhỏ nhỏ. Anh em hãy thử hình dung là chiếc xe của mình đang bị ngập trong vũng bùn chẳng hạn, và một bánh trước của xe thì đã ngập trong đó rồi. Vậy thì bây giờ chính là lúc mà người anh hùng mang tên khóa vi sai xuất hiện. Nó sẽ khóa các trục lại với nhau, rồi sau đó cung cấp những moment xoắn cho các bánh xe có lực kéo nhiều hơn. Chính vì vậy mà chiếc xe của anh em mới có thể tiếp tục di chuyển. Vậy thì anh em cần phải lưu ý những gì khi mới bắt đầu tập chơi dòng xe địa hình off-road? Tìm hiểu kỹ về xe. Anh em cần phải tìm hiểu kỹ và có một nền kiến thức cơ bản về con xe của mình. Ví dụ như anh em có thể tìm hiểu về những thông số kỹ thuật cơ bản, tìm hiểu về thiết kế của chiếc xe, để anh em có thể biết được rằng với từng loại địa hình thì cần phải sử dụng loại lốp xe nào cho phù hợp. Chuẩn bị những dụng cụ quan trọng thiết yếu. Với những anh em mới chơi xe off-road thì đặc biệt phải chú ý đến điều này. Sự chuẩn bị kỹ càng sẽ đem đến cho anh em một trải nghiệm tốt nhất, cũng như là mang đến cho anh em một chuyến đi tuyệt vời. Những dụng cụ cần thiết có thể kể đến như xăng, lốp dự phòng hay kích xe chẳng hạn. Và cả những dụng cụ cần thiết cho cá nhân anh em như thực phẩm, nước và hộp y tế. Điều cuối cùng và quan trọng không kém đó chính là kinh nghiệm. Dày dặn kinh nghiệm thì anh em sẽ không còn phải sợ sệt gì khi cầm lái vô lăng của một chiếc off-road nào nữa. Anh em cần phải cầm lái nhiều hơn, cũng như trải nghiệm trên nhiều loại địa hình khác nhau, để tăng cảm giác lái của anh em lên một tầm mới. Và tôi vừa chia sẻ với anh em những gì cơ bản nhất của một dòng xe địa hình off-road. Thế nhưng trên thị trường thì giá thành của nó cũng không phải là nhỏ. Có thể là chưa đến tiền tỷ đâu, nhưng mà tổng chi phí để lăn bánh được em nó thì cũng phải lên đến hàng trăm triệu anh em ạ. Thế nhưng một số anh em lại bảo với tôi rằng bây giờ đam mê nó quá rồi thì phải làm thế nào? Tôi sẽ đưa ra giải pháp cho anh em. Đó là chúng ta chuyển sang chơi xe mô hình cho tiết kiệm anh em ạ. Và ở Linh Kiện RC thì cũng đang có một số sản phẩm xe ô tô địa hình thuộc dòng xe off-road. Ví dụ như là con xe đang ở trên tay của tôi đây. Ngoài sự khác nhau về kích thước, về cách điều khiển và về giá cả ra, thì con xe này cũng được trang bị vi sai 2 cầu và dẫn động 4 bánh.
Các chi tiết trong xe cũng được gia công cẩn thận, chắc chắn, rất giống với xe ngoài đời thật. Gầm xe khá cao, được trang bị hệ thống giảm xóc hiện đại. Quá trình trải nghiệm thì chúng tôi đánh giá rằng con xe này chạy khá nhanh và ổn định, ngay cả trên những đoạn đường gồ ghề. Như vậy là Linh Kiện RC đã vừa cùng với anh em đi tìm hiểu về dòng xe địa hình off-road. Với những anh em nào ưa mạo hiểm cũng như là thích chinh phục những thử thách mới thì anh em nên trải nghiệm dòng xe này, dù chỉ là một lần thôi. Còn như tôi đã vừa chia sẻ rồi, với những anh em nào chưa có cơ hội được trải nghiệm thực tế những dòng xe này thì mình cứ chuyển qua chơi xe mô hình trước anh em ạ. Mình lái xe mô hình trước để cho quen đã, rồi sau này mình giàu mình chuyển qua lái xe thực tế cho đỡ bỡ ngỡ, đúng không anh em? Và anh em nào có những chia sẻ gì về dòng xe này thì hãy comment vào phần bên dưới video nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.